Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi lễ hội quốc tế lần thứ tư với sự có mặt của người Việt Nam cùng với sự tham gia của 12 quốc gia khác trên thế giới từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối ngày thứ Bảy 15 tháng 9 2018 tại Parkwood Baptist Church 8726 Braddock Road, Annadale, Virginia 22003 với mục đích giới thiệu văn hóa, trang phục cổ truyền, thưởng thức món ăn quốc tế, trình diễn nghệ thuật âm nhạc dân tộc, vào cửa tự do, Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Văn Mùi 7033029722 hay bác sĩ Trần Văn Sáng 7032418811.